nhằm kịp thời ghi nhận các khó khăn, bất cập vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và thực hiện các quy định của pháp luật. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đa số các doanh nghiệp đề xuất các hướng dẫn, tháo gỡ về phòng cháy chữa cháy phải thật sự nhanh, phù hợp đến gần với thực tiễn hơn. Về đăng kiểm, hiện nay người dân và doanh nghiệp muốn đăng kiểm xe cơ giới phải đăng ký trước, tuy nhiên phải chờ đợi đến vài tháng sau mới đến hẹn đăng kiểm. Điều này gây khó khăn rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đi lại cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Về quy định di dời các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, đa số các doanh nghiệp đều phải chấp hành chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên trước tình hình khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp mong muốn được giãn thêm thời gian đến năm 2030. Đồng thời thủ tục gia hạn cần đơn giản hơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện di dời. Tại hội nghị đại diện một số sở ngành liên quan đã giải trình làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, các ý kiến kiến nghị còn lại được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu và xem xét có ý kiến với Quốc hội, chính phủ tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.